Hello các bạn, video hôm nay hướng dẫn các bạn vẽ hoạt hình mèo mây. Sử dụng cỏ dầu ghen vẽ màu trắng. Theo ta lấy cọ tròn ghen vẽ màu trắng. Hơ đèn 60 giây. Sử dụng cọ dầu ghen vẽ màu. Tiếp theo ta dùng cọ dầu ghen vẽ màu đen.
đây. Tiếp theo ta sử dụng cọ râu ghen vẽ màu. Hơ đèn 60 giây.